những giọng ca một thời rực rỡ ba, và tiếng hát Hà Bửu Tân. Trong nghệ thuật ca hát, điều chọn lựa đầu tiên chính là yếu tố thiên phú. Thanh tức là giọng ca. Trong hai cuốn băng trước, chúng tôi đã giới thiệu những giọng ca đã được xác định một thời rực rỡ vì những âm thanh thiên phú cộng thêm tài năng, họ đã thành danh không thể phủ nhận. Trong cuốn băng số 3 này, chúng tôi vẫn xin tiếp tục giới thiệu những giọng ca tài danh đó, nhưng đặc biệt lần này chúng tôi giới thiệu một giọng ca đặc sắc mà cuộc đời yếu mệnh đã khiến anh bỏ dở nửa chừng danh vọng của mình. Đó là giọng ca Hà Bửu Tân. Vào khoảng đầu thập niên 70, tiếng hát của anh đã làm rung động lòng người với những âm điệu ngọt ngào khả ái, cùng với nhịp nhàng và cách nhã chữ điêu luyện sang trọng, không ai có thể không xác nhận. Đời ca hát của anh ngắn ngủi khiến cho ai đã từng nghe và thưởng thức tiếng hát của anh khi nhớ lại không khỏi chạnh lòng, ngậm ngùi và hối tiếc. Mọi trao chuốt dù có bóng bẩy hấp dẫn đến đâu vẫn không bằng sự thật. Kính xin quý thánh giả, ai đã từng nghe xin nghe lại, và ai chưa từng nghe hãy nghe, để cùng xác định sự ngậm ngùi hối tiếc. Một giọng ca bát lẽ được vinh danh rực rỡ lại phải cam nửa chừng yêu mệnh. Và bây giờ xin quý vị hãy thưởng thức những giọng ca một thời rực rỡ và tiếng hát Hà Bửu Tân. Máu thấm loang đầy nhuộm chiến y, tà tôi khôi giáp rách quân kỳ. Ngập ngừng gió ngựa miền Quang Tây vừa chốn xa trường tứ thi. Trời ơi, tiếng sáo thê lương như mỉa mai người tuyệt vọng đang đứng bơ vơ trong tiếng trong kinh hoàng. Các bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn, tay ta còn nghe văng vẳng dòng u hoài của tiếng sáo trương lương. Ta có ngờ đâu một đời ngang dọc dãy dùng của hạng võ Sở Bá Dương hôm nay lại gặp bước đường cùng. 3000 tứ đệ giống thân cung điện huy hoàng cũng chìm trong khói lửa. Giữa lúc xa cơ lâu chuyện như nạn bước, nên vô câu đã mỏi mệt ê chề. Hết lương khô nên võ ký nặng đề, dốt mồ hôi ướt đầm manh áo chiến. Trời ơi máu quân tù hay máu của thân ta, trời không thương còn nổi trận mưa xa. Dòng lệ hận chan hòa đất nối, trước mặt ta là tràn gian cản lối. Nếu đi về khó nối dời chân, bến ô giang trăng vàng in đáy nước. Gió đông lạnh buốt như ghẹo khách anh hùng. Đâu rồi người bạn tình chung, đều hiu sương khói. Điều hiu sương khói lạnh lùng cỏ cây. Nhưng ai có ngờ đâu ngày nay hạng võ sở bá vương phải nhất nhường nhất mã lạnh lùng trên vó ngựa neo biên thùy. Đình trưởng ơi ngươi có nhớ chẳng có lần ngươi đã đưa ta qua bến sông này. Sau lưng ta là mấy ngàn tử đệ chìm trong rộn ràng như đất lỡ trời long. Ta xuống đò ngạo nghễ nhìn ngươi, nheo đôi mắt nhìn ô giang bờ sông. Vì lâu ta tuốt gươm và cất tiếng cười rộn rã, một cánh tay cũng lệch đất nghiêng trời. Nhưng ngày cuối cùng của một võ tướng lừng danh, cơn thất thế bị dây nơi cái hạ. Mở quyết lộ ta lên lưng tuấn mã, nhìn lại bên mình không một đứa tàn. Chẳng biết ta xa cơ vì tiếng sáo trương lương, hay cũng bởi lòng dân ly tán. Tôi đình trưởng người ơi, người hãy cắt đầu ta đến hán dinh lãnh tướng. Ta còn sống làm chi cho dụng nhà tê chề. Ngưu cơ sợ bá vương từ đây không còn nữa. Mộng khôn tinh sơn hà đã tan theo bộ bến ô giang. Gom ghê tâm địa của bà đọc sâu biết bao, mới để tan chồng đã vội thay lòng. Nào câu ân ai nào nghĩa gối chăng, đổi thay duyên nợ không dình trọn câu tóc tờ. Ba con nghĩa phụ ta đã chết đâu mà bi toan ly óc của ta, để cho tình nhân được hoàn sinh cải tử. Trong khi người ta không dám sang ngang, khi một chồng còn sánh có, thì nàng lại mê trai phụ bỏ mối duyên hai. Nàng bảo nàng thủy chung mà lại đang tâm mi bướm quan nghe tài. Nàng thề với ta rằng tình thiên thu bất diệt, nàng hứa rằng đã nát cái vàng phai. Nàng cười kẻ quạt mồ, lòng giá xuống đổi thay, cho nàng thì trăm năm ở dãy thờ chồng. Ôi lời nói đầy nhân hồn thủy chung, sau nay chỉ còn là mây bay gió thoáng. Nàng là tiết phụ hay nàng là ác phụ, mà vội vã sang ngang không kịp để tan chồng. Nàng quên mấy năm dư lứa đường hương nồng, nàng mê bông sắc đành lòng thất tiết, ham chỉ đều bàn thờ chồng còn nghi ngút đèn hương. Nàng dối học thoái qua tường liễu ngõ, vậy mà nàng dám nói một mai tôi dân số, nàng sẽ chết theo chồng cho trọn đạo tùng phu. Kìa, nàng đã mượn sợi dây quan nghiệt, tự quỷ mình cho khỏi thẹn kiếp quần. Thôi thì sẵn đèn hương tôi xin thắp lên, để hát khúc cổ bồn ca dạy chung rượu xót xa người bạc số. Nàng ơi tôi khóc nàng, đây là tôi nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ. Dù sao thì nàng cũng đã từng sống với tôi bằng tình thương phu phụ mấy năm trời. Tôi vỗ bồn ca để thăm ma tía tình đời, vợ chồng gì đái dời mai đôi, thủy chung gì chót lưỡi đầu môi. Tôi cười thoái đời mà nước mắt tuôn rơi, ôi chua chát mấy lời Minh Sơn hãy hại. Ta vừa nằm xuống mắt nàng chưa ráo lệ, những già đã toan làm kẻ ngoài tình. Dù có chết đi nàng cũng còn để lại tiếng nhớ buồn thở, và làm bia cho hậu thế chê nghe cười. Sử sách với ngàn sao vẫn còn ghi tên tuổi một cái người. Dối làm gì chỉ 35 thủ tiết, mà để tiếng đời gì. chồng này phải bữa ông chồng kia, nàng dám làm chuyện thế gian hạng hữu. Hương ân ái chưa phai mùi chăng muối, nàng đã cam tâm mà đoạn giải tâm lòng. Cam ta phù thế sự tỷ như qua khai tà, thế tự ngã tắc mai ngã tư thế tắc gia. Điền bị tha nhân canh mà bị tha nhân quá, thế bị tha nhân luyến tử bị tha nhân mà. Thế nhân tiêu ngã bất bi thương, ngã tiêu thế nhân không đoạn đường. Nàng đã mượn sợi dây quan nghiệt, nơi phòng quan để dính cuộc đời. Thôi thì sẵn đây tôi xin tiện đưa nàng, bằng mấy nén nhang thôn mấy tuần rượu lạc. Vợ khóc chồng bằng lọc lừa trá quá, chồng khóc vợ bằng kia khổ hồn ca. Con chim sắt đã lao mình trong khói trắng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mong tương. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sau những buổi chiều mưa lạnh, tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương mờ. Phải chăng nhớ quê hương và trong đời ngày về, kẻ dây khăn tay chào người ở lại, chúc nhau câu thượng lộ bình an. Tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chai trong hồn, vội gục đầu cúi mặt quay lưng để cố ngăn đôi dòng nước mắt. Việt trời Âu có cách ngăn một bờ dịch thủy, nên một lần đi là có thể quay về. Một kẻ ly hương với tháng đời năm chờ, khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng. Sao tôi vẫn còn đứng lặng một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột như nỗi sầu lử. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. chưa một lần ngắm tráng sĩ hề, nên lòng cứ mãi nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng mỗi bận xuân sang, tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Dưa hấu miền Đông với bưởi một biên hòa, rượu bà đêm nem chua củ đất cam lông thành măng sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu, cơm nấu gạo nanh trộn cơm bát ngát, mùi hương khói lẫn trong tiếng pháo, mấy cành mai nở rộ đón giao thừa. Trời ba lê lạnh lùng mưa tuyết đổ, xuân đã về sau cây cỏ xơ rơ. Ôi biết bao giờ được trông thấy cảnh xuân xưa, ngày về quê cũ vẫn nay lòng mây lửa. Mùa xuân trước hẹn mùa xuân tới, mùa xuân này lại hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng qua bao, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nông giao đường lạnh lẽo đứng trơ vơ, vài chiếc lá giật giờ bay gió. Tuyết rơi trăng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu. Tô nước suối thầy trò mình giải khát, giữa rừng già lác đác lá thu rơi. Gặp nhau rồi đừng khóc nữa con ơi, hãy bình tĩnh để nghe lời giáo. Con ơi nếu tên tuổi của thầy chưa bị thế nhân quên lãng, thì xác thân này đây có mất cũng như con. Suốt mấy mươi năm giấc mộng vẫn chưa nghe tròn, nên đi con việc gì mà rơi lệ, hãy để dành nước mắt khóc sanh linh. Một thời gian lâu lắm phải không con, đời mấy phen biến đổi thăng trầm. Thầy trò mình còn sống tới ngày nay, âu cũng ghi nhờ ơn trên che chở. này biết con chịu đựng rất nhiều thử thách đầy cam go giữa cuộc sống ba nghĩa đào. Con mỏi mắt chờ mong như thầy phiêu bạc ở phương nghĩa đào. Dù mưa nắng làm hình dung thay đổi, nhưng lòng còn giữ vẹn nét thanh cao. Trái đất tròn cũng có lúc gặp nhau, lau nước mắt đi con rồi nghe thầy giảng dạy. Bán lộ sư sanh quan hạnh ngộ, gió Hà Đệ nhớ tư lệ kim mi. Đèn dù tắt nhưng một thời chiếu sáng, người không còn nhưng một thở ràng quy dân. Huống chi việc dính hư còn mất thăng trầm, đều do ở qua công chỉ định. Nếu con có đủ đức tin thì con hãy xem thầy sống mãi nghìn thu bất diệt. Còn như con cũng tầm thường như bao kẻ khác, thì hãy xem thầy đây đã chết từ lâu rồi. Và xem cuộc gặp gỡ hôm nay như giấc kỳ mộng giữa đêm mà dài. Lát nữa đây thầy trò cách biệt, con cũng đừng nhắc nhở mà làm chi. Kiếp sống của thầy là khói là mây, tan rồi tổ làm sao biết trước. Tay vết mặt rừng con đừng nên thổ lộ, và làm bận tâm những kẻ mơ yêu thầy. Thầy đã từng dạy cho con giữ đức trung kiên, giữ điều nhân nghĩa dù gian lao hại vẹn khí kiêu hùng. Như cánh hoa sen không quen ố trong nghe bùn, ngày vất vả bởi trồng rau cuốc rẫy, đêm nhẹ nhàng nhờ tiếng kể lời kinh. Đạo nương đời để cảm hóa chúng sinh, đời nương đạo mới thoát ly biển khổ. Mấy mươi năm dù đôi phan cách đi trở, thầy vẫn theo con như bóng theo hình. Thôi thầy xin giả biệt con, vì trời đã rừng sang. Một bầu nước lá, một gói tôm khô, sư đệ rồi cũng sẽ gặp nhau. Nhưng ngày giờ sum họp thầy không có định trước. Con ơi mây trên trời, có khi tan khi hiệp. Người trên đời có lúc nhục lúc vinh, bền lòng hai chữ nghĩa nhân vàng nguy chẳng nại hiếu thân lo tròn. Những lời dặn dò trước lúc chia tay, con hãy nhớ kỹ trước khi thầy trò tạm biệt. Đạo tâm hãy ráng vẹn gìn đất nước thanh bình, sư đệ sẽ đoàn viên. Ai mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi, quần áo tả tơi, tay cầm đèn cầy như ma hiện về trong đêm tối thế này. Phải, tao là ma, quyết tìm mày đuổi mang. Đừng giận ma ơi. Anh, mày chạy đi đâu? Thật khôn nè. Cô là ai? Làm gì gào khóc và toan đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu? Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu. Cô không nhà. Nhà của tôi lốp bằng cỏ, lốp bằng sương, vách bằng lá cây, rừng đang vô nuôi. Cơm của tôi từ thập phương đem lại, tình của tôi hấp hối lúc ra đời. Cô quả thật là người, một người đau khổ nhất. Tôi không biết nên cười hay khóc khi ngày mai mờ mịt hướng đi rồi. Tôi muốn thiết muốn la cho vợ đất lòng trời, nhưng cô không đã nghe lời vì quốc thần, tái lại sẵn sàng để hành đồng sát nhân. Phải, tôi muốn giết đi một kẻ bất lương, nhưng sức mòn không làm gì nó được. Tâm sự tôi sẽ truyền miên bất diệt giữa cuộc đời tàn nổi trôi mưa gió. Nhưng tôi muốn biết cô là ai, có việc gì những khúc lại kêu lên những lời lẽ qua bi thương. Hãy nhìn tôi như ngọn cỏ bên đường bị vùi dập vì một cơn gió lốc, nhưng cơn gió lốc nào lại nhân tâm tàn bạo đã xô đẩy đời cô vào khổ sâu. Tôi xem cô quá tàn tạ bởi phong sương trên muôn dòng đường trường. Hình dốc đó tại sau đời không thương xót, lại đành lòng vùi dập thêm kia. Tôi với cô tuy mới gặp nhau đây mà niềm thông cảm như có từ kiếp trước. Nếu không chê tôi là kẻ lang thang thất nghiệp thì cô sẽ có một bạn đường hiền hậu mãi bên. Mà gì ông lại muốn theo tôi để chuông vùi tên tôi trong kiếp ăn mày đổi khác tanh hôi. Không sâu kiếp kia trời đất để riêng tôi, ông còn trẻ hãy bước vào đời mà phấn đấu. Đừng thương tôi bằng niềm xót xa bé nhỏ rồi trọn đời mai một tuổi xanh. Hãy nhìn tôi tìm hiểu mọi bất công đang dài xéo những tâm hồn lương thiện. Còn riêng tôi quá đê hèn bần tiếng, mặc ai làm gì cho quá giả thì thôi. Tôi không cầu mong hy vọng một ai cứu tôi thoát cảnh đời tâm tôi. Vậy mà chi đừng thương cầm qua dài mà phân Cái gì? Mày nói chuyện với ai? Dạ một cô gái ăn mày. Tao coi cô ấy đẹp hay lắm. Mày chạy theo kêu cô ấy lại cho tao lập tức. Để làm gì thưa ông? Để tao nhận nó làm con nuôi, sắm áo quần trang điểm đàng hoàng, như là tiểu thơ nơi quê cát lộng lẫy như tiên. Nếu mà ông thương giúp cho cô nàng qua cánh cùng khô, em chắc cô ăn mày làm con ông chủ không hề từ nan. Vậy thì mày đi lập tức tìm hết lời khuyên của ấy về đây. Xin dân. Ông kia. Ê, làm gì kỳ vậy? Nè, ông cho tôi hỏi, ông có thấy chị tôi vô ăn xin đây không? Chú là ai mà hỏi? Tôi là Bạch Lưu, em ruột của chị ăn mày ấy. Ta đâu có biết, chú mày mau ra khỏi cổng. Ủa vậy chị tôi nó bỏ đi đâu? Anh Bạch Lưu. Có gì không cô Hạnh? Dạ chị Tuyền đi biệt không về, con rừng thì đã cháy tiêu, họ lại nói chị đi theo nhân tình. Vô lý chị tôi không thể có, bài tròn tình tự lôi tôi. Chị em nghèo đôi khúc côi, nhưng lòng dạ vẫn không đổi dời. Tại sao mấy người có thể tin lòng dạ người không thay đổi? Ông nói vậy có ý gì? Tao nói cô gái kia sắp sửa biến thành là một nàng dâu thượng phẩm của nhà quan, chơi vòng vàng xiêm ao xuê xoan, lại quên ngay người giúp đỡ đã đưa nàng lên bước cao sang, xóa bỏ kiếp lầm than. Nàng ấy đáng thương hay là đáng dân, mà xem ông tỏ vẻ buồn lòng như có chuyện bất bình. Và ông có biết nàng bạc bẽo đó là ai? Kẻ giúp nàng là ai? Nàng kia tao chưa rõ gốc nguồn, tao là kẻ giúp nàng. Tự nhiên lòng thi thương cô gái là nên buồn lòng mà ghen ghen. Tại sao ghen? Vì mai mốt nàng ấy theo chồng, mà tao thì được phái theo làm hầu cân. Tao hỏi tụi bay như vậy đó cô buồn không? Kìa, trong là điểm sang canh mà sao hiền thế chưa ngủ, và ngay đêm động phòng qua chút hiền thế lại bỏ ra đây. Dạ, vì khi biết rõ chồng tôi là công tử Đinh Chung, sao tự nhiên tôi thấy lòng giá lạnh. Lạnh thì hiền thế uống trà, hầu cận mã gì đâu. Dạ, mau chăm trà nóng cho lĩnh bà sưởi ấm đó nha. Xin dân. Quang, hầu cận mã gì khỏi phải chăm trà, đêm nay là cái lạnh tân hôn mà ta không thể ngờ. Sau lệnh bà nói là khi vừa mới nên duyên nợ, vì lúc công tử cưới mặt mày bởi vết thẹo chưa lành, ta còn băng bó kỳ cho đến lúc động phòng ta mới mở ra tất cả. Bởi thế nên khi thấy Đinh công tử là tôi rẫy toàn thân như đắm chìm trong giá băng. Không, nàng không thể đứng xa ta để cho khát vọng đêm này giá lạnh. Hãy trở vào phòng quá chút với ta đi hiền thê. Thôi gian ra, tôi không dám động phòng quá chút với một tên mang vết thẹo hung hăng như quỷ dương trong cơn ác mộng. Thân qua rồi cho là tình ma hiền thi hãy định tâm, đừng quá đổi kinh hoàng. Chung chính thật là người chồng, từ Loan nghi phòng bước ra. Thôi tôi sợ quá ông ơi, bị ám ảnh nặng nề, nhất định phải làm gì với lời thề hôm xưa. Khoan, chủ nương định giết ai? Toan đoạt kiếm quân hầu, khi duyên mới ban đầu chưa đồng phong giao bôi. Hiền thế quán giận ai, hay hiền thế ghê sợ kẻ này? Vì một vết theo dài, khiến cho mặt mày xấu xí. Tôi không cần xấu tốt, tôi chỉ chọn cái tìm, nhưng rất sợ bóng đêm của lũ người bất lương. Thật chung không hiểu hiền thế muốn nói gì và hiền thế đã nghĩ gì. Tôi đang nói rằng tôi rất sợ Đinh Chung và có ý nghĩ giết người rửa hận. Không, Chung yêu nàng qua cuộc lễ tân hôn, không lừa lọc với tình yêu thành thật. Nếu thành thật yêu thì xin công tử hãy cho xe qua đến tận rừng ma đón về đây cô gái đẹp ăn mai. Mà một buổi chiều kia công tử đã yêu rồi, tình yêu ấy ra sao không biết, chỉ biết nàng bị vùi dập băng trinh. Cô gái kia mới xứng đáng hơn cùng công tử nên chồng nên vợ, còn riêng tôi không duyên không nợ không nghĩa không tình, thì làm sao chung chăn gối. Hiền thế đừng nhắc tới chuyện qua đường không tình nghĩa, vì cô gái kia chẳng khác một con ma. Ma? Phải. Công tử nói cô gái ăn mày kia là tinh ma yêu quỷ, sau khi đêm vô mưa vô dập tâm thân. Tử đã lấy ma bằng ý nghĩ dã man, thèm khát điên cuồng, rồi không biết con ma sống chết và cuộc đời của nó sẽ ra sao. Trời ơi, có gì buồn hơn tâm sự gái ma bị hất hủi rẽ tinh xua đuổi. Nó đi mãi vào cuộc đời tâm tối, để sụt sùi khóc hẳn đến nghìn thu. Chúng biết hiền thế vì quá hờn chúng mà nói ra như vậy, chứ ma và người hai thế giới khác nhau, không bao giờ thương yêu nhau cho được. Phải, tôi biết. Vì chẳng yêu ma nên công tử mới cưới tôi làm vợ, sau khi chưa đốt rừng để thiêu quỷ nhà ma. Công tử có khi nào tưởng đến những hồn quan thất thiểu vật vờ tìm chỗ tựa nương, mà trong đám quan hồn bất hạnh kia có bóng dáng một con ma tả tơi xi máu và cầm đèn cày đi soi mặt thế nhân, để cô tìm cho ra cái con người tàn bạo đã để lại cho ma cái bào thai quan dài, mà không biết lúc nào đây sẽ kết tổ hình hài. Kìa, sao hiền thế lại nói vậy? Sao hiền thế tưởng tượng rằng ma có thể thọ thai một cách rất hoang đường. Anh với ma tuy có chung chả một lần, nhưng không thể có chuyện đời quái lạ. Là ma nghĩ lại thọ nghĩ thai với một kẻ trần gian. Hiền thế đừng suy nghĩ hoang mang, đừng ghen tức với hồn ma bông quê. Hãy thương anh một người chồng thật sự rất chân thành sẽ kết lương duyên. Anh đã ếm ma và xua đuổi từ lâu, hiền thế chớ sợ nó về đây nhiều hại. Vậy em hãy vui với tâm hồn thơ thới, đừng sợ lo